Một chai rượu hả? Chai rượu. Chai nữa chị, đợi chút. Chị chờ em chút nha. Khoan hai chai. Khoan, em nó không có rõ lắm, rồi rõ rồi đó. Giờ mình sẽ khoan chai rượu mi này. Ừ. Để trồng bông luôn. Nhưng mà hồi vậy là mình sẽ khoan ngay đây ha. Ừ. Ok. Với lại ngay đây. Ừ. Một lỗ thoát nước và một lỗ để cắm cái bông vô cho chừng miễn anh. Rồi, dính đi. Ừ. Ok kìa. À, vô cái họng này nè, đó rồi. Chắc như bắp. Chắc như bắp không? Ừ. Đây là mũi khoan nhỏ. Mình khoan cái đít trước ha. Ừ. Mũi khoan chung. Mũi khoan lớn. Nhờ mình khoan cái đít trước. Nó đâu? Dính đây, dính đi. Rồi, tiếp. Vậy chạy không? Không chạy á. Nó thẳng vậy nè. Ok. Không thấy đường vậy. Thấy chứ. Ây da, cái chai nước nó nặng quá. Lấy cái chai bự nó nặng. Rồi nha, 1, 2, 3. Rồi, đúng rồi. Thấy không? Này không bị gõ xuống không sao nè, nguyên si nè. Hồi nãy mình bị gõ xuống. Ừ, tại vì mấy anh... Chứ không đều. Nói chung không cẩn thận là bị, thấy không? Ừ. Rồi, bây giờ bên này. Để mặt đi khoan. Trời, cái mùi rượu nó nồng nè. Rồi ha, khoan ở đây nha. Lấy cái gì chêm lên này nè. Ừ. Cho đều. Cái khăn xếp lại. À. Được chưa? Được rồi đó. Về em hô nha, em hô đâu. Khoan, để tôi đổi cái khoan. Chậm quá. Đây nè. Mở ra đổi mũi. Ừ. Lấy bận nhất luôn ha. Ừ, có dễ, nếu dễ trồng cây. Nếu mình hợp vô dừa rộng, mình trồng hai cây. Rồi, nước. Mùi rượu quá trời. Rượu uống hết lâu mà vẫn còn thơm ha. Mùi, mùi bay lên. Rồi nha. 1, 2, 3. Mình để nghiêng trước rồi thấy không? Thấy để nghiêng không? Nghiêng trước. Để nghiêng một đầu nè thấy không? Rồi bắt đầu khoan xuống nè. À, cho nó có cái thế. Xin đặt, xin đặt. Được
được chứ. Khoan khoan. Ok. Chặt đi. Gấp mà đè xuống là nó bể nha. Từ từ để cái một cái tờ nữ đi. Sao hả? Thấy không? Nguyên phi đẹp đẽ không? Thấy cái mũi khoan không? Nhìn kỹ nè. Đó. Trời, mùi rượu nồng nặc quá. Ừ. Uống hết lâu mà xong nó còn thơm quá ha. Rồi. Thấy chưa? Cái bình kia đâu? Nó cần quay cái bình kia không? Đây. Giải thích chứ. Rồi thấy không? Cái bình này nè mình cũng khoan ở đây là xong nè. Tốt đẹp nè. Ăn sau này mình lỡ tay nó rớt hơi mạnh chút xíu xuống là nó nứt liền. Nhưng mà không sao, ở dưới đáy thôi. Cái này mình trồng vô cũng không thấy đâu, nhưng mà là mình nói đây là để cho cẩn thận. Để cẩn thận thôi, uổng. Uổng cái bình đẹp. Đẹp quá. Giờ mình hai bình này nguyên xi nhé. Rồi. Thôi có chiến lợi phẩm rồi. Mình trồng sen đá mình thọt đây nè. Ở đây mình có cái đồ nắp, thí dụ mình tưới nước á, xong mình đóng lại. Thấy không? Đó, ở đây mình không có trồng. Đây mình trồng sen đá, ở dưới này là thoát nước. Nè, thí dụ nè, nhìn thấy không? Đẹp không? Anh xi anh đứng lên thấy vô cái bình tím á chảnh. Biết rồi, từ từ. Anh lấy em bình tím. Đây em này cũng vậy, đóng nắp lại số đi chị, giờ mới bóc lại ăn xong này nó sẽ giống vậy nè. Từ từ thấy cái lỗ này không? Nè này, cái lỗ nè. Rồi đó mình khoan xong nó có lỗ như nè. Rồi đó thấy chưa, thấy rõ. Rồi đang cái lỗ nè, thấy chưa, thấy rõ chưa? Ừ, cái lỗ đó. Rồi đó, ở dưới đáy này cũng có lỗ nè, tại đó. Mình khoan rồi đó, để trồng cây á. Đó. Tưới nước cho nó thoát, sang đá, thoát nước. Thì mình sẽ trồng vô cái chai đó cho đẹp. Chai rượu mà mình đóng nắp, tổng này mình lỗ lớn mình tưới lỗ nước lớn được. Mình tưới được. Không có cần đóng nắp. Cái này không phải là cái bình rượu này, là bình bông thôi. Rồi ha. Ừ. Đây, ba cái đây nè. Nó hơi mờ chị. Đó, ờ. Để quay gần đây. Thấy không? Đó là mốt mình cắm bông bự, bông gì đó, vô mà là bông mình thích á. Là đẹp luôn á. Chừng nào mình có bông mình cắm vô mình quay. Rồi xong rồi. Thôi xong bye rồi. Bye. Bye bye đi. Cầm tác phẩm đi chứ, bye bye nằm để dưới vậy. Đây. Thôi dẹp. Bye nha. Nè chị. Xong rồi.